cái người mà có cái tướng cằm lệch ấy thì họ thường là những cái người mà kiểu như là ít gặp may mắn trong cái con đường mà công danh sự nghiệp. Những cái người này ấy, thì họ thường là những cái người mà thiếu đi cái sự kiên nhẫn. Họ ấy thì là những cái người mà kiểu như là cầu thả ấy. Chính vì vậy thì đâm ra là họ không nhận được những cái niềm tin từ những cái người xung quanh mình. Xin chào quý vị và các bạn nha. Trong tất cả những cái mối quan hệ của mỗi người trong chúng ta ấy, thì nó có rất là nhiều người, có người già, người trẻ, có đàn ông, có phụ nữ. Đúng ạ, có những cái người giàu cũng như là người nghèo, có những cái người mà có cái khuôn mặt đẹp, có những cái người mà có cái khuôn mặt lại chưa đẹp. Có những cái người mà chúng ta nhìn chúng ta có thiện cảm ngay, và có những cái người mà chúng ta nhìn chúng ta không mấy có thiện cảm. Có những người thì cái ngũ quan người ta rất là đoan chính, và có những cái người thì ngũ quan người ta ấy, nó lại lệch lạc, nó lại không được đoan chính. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với quý vị cùng các bạn về một cái người mà có cái tướng cằm lệch. Cái cằm là đây này các bạn này. Trong nhân tướng ấy, cái cằm người ta còn gọi là địa cát. Cái cằm này ấy, nó nói lên rất nhiều điều trong cái tính cách cũng như là trong cái vận mệnh. Về cằm ấy, thì có rất nhiều loại cằm. Cằm tròn, cằm trẻ, cằm vuông, cằm nhọn. Đấy, hay là hai cằm. Nói chung ấy, rất là nhiều cái vấn đề, rất là nhiều cái hình tướng trong cái cằm. Vậy thì cái cằm lệch thì là người như thế nào? Họ có tính cách như thế nào? Cái vận mệnh của họ sẽ ra sao? Các bạn chú ý đón xem. Vậy thì cái cằm lệch là gì? Như này này. Hai cái bên tay cốt đây này. Đấy. Hai bên tay cốt, còn đây là cằm đúng không ạ? Thì cái xương mà từ hai bên tay cốt đây này. Ví dụ là bên này mà dài hơn và bên này mà ngắn hơn thì nó sẽ là cái cằm lệch. Nếu như hai bên tay cốt kéo đến cằm ấy mà nó đều nhau ấy thì nó là cái cằm mà cân đối. Nhưng đằng này một bên dài một bên ngắn, hoặc là một bên ngắn và bên này thì dài thì nó sẽ là lệch. Hoặc là như thế này, các bạn sẽ đo từ cái ấn đường này cho đến cái đầu mũi này, thẳng xuống tới cằm này. Nếu như nó nằm trên một cái đường thẳng thì đấy là cằm cân đối. Còn nếu như bạn đo từ ấn đường xuống tới đầu mũi mà xuống tới cằm ấy mà nó bị lệch sang bên này hoặc nó lệch sang bên này thì đấy người ta gọi là cằm lệch. Nói chung ấy, khi mà nhìn vào cái người mà cằm lệch thì các bạn sẽ thấy là cái khuôn mặt người ta nó sẽ mất đi cái sự mà kiểu như là cân đối, đúng không ạ? Và những người ấy, mà có cái tướng cằm lệch ấy, họ thường là những cái người mà kiểu như là kém đi cái sự tự tin trong mắt mọi người. Cái người ấy, mà có cái tướng cằm lệch ấy thì đây là cái tướng mà không tốt. Nói chung là cái tướng này nó xung khắc với cái người bản với bản thân của chính cái người đó. Cái cuộc đời của những cái người mà có cái tướng cằm lệch ấy, thì họ là những cái người mà kiểu như là không gặp được nhiều may mắn. Nói chung là nó không được mấy tốt đẹp ấy. Về nhân tướng học ấy thì những cái người mà có cái cằm lệch mà không cân đối ấy, thì cái điều này ấy, nó sẽ khiến cho cái cuộc đời của những cái người mà có cái tướng này này thì thường gặp nhiều cái điều mà không may mắn, cũng như là thường xuyên là gặp nhiều những cái chuyện mà kiểu trắc trở ấy. Những cái người này thường xuyên phải giao tiếp làm ăn ấy, thì sẽ kiểu như là thường xuyên gặp phải những cái khó khăn, những cái mà những cái trắc trở, thậm chí là kiểu như là thất bại ấy. Cái người mà có cái tướng cằm lệch ấy thì họ thường là những cái người mà kiểu như là ít gặp may mắn trong cái con đường mà công danh sự nghiệp. Những cái người này ấy, thì họ thường là những cái người mà thiếu đi cái sự kiên nhẫn.
họ ấy thì là những cái người mà kiểu như là cầu thả ấy. Chính vì vậy thì đâm ra là họ không nhận được những cái niềm tin từ những cái người xung quanh mình. Đấy, bạn nào mà cầm lịch mà có những cái tính cách như thế này ấy, thì các bạn hãy kiểu như là phải chú ý. Bởi vì cái gì thì chúng ta cũng có thể sửa được. Hôm nay không sửa được thì ngày mai sẽ sửa được. Chúng ta phải quyết tâm. Quan trọng ấy, khi mà chúng ta sửa, chúng ta hình thành được cái thói quen tốt ấy, nó kiên nhẫn, nó nhẫn nại một tí, cho dù là khó khăn, cho dù là vất vả, mà khi chúng ta đã quen rồi ấy, thì cái thói quen chúng ta sẽ tốt. Và khi mà chúng ta có được những cái thói quen tốt ấy, thì đương nhiên là những cái hành vi của chúng ta, những cái hành động của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Và từ đó sẽ nhận được những cái sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Bây giờ trong cuộc sống mình làm cái gì mà mình cứ thiếu đi cái kiên nhẫn, mà cứ cẩu thả, cứ bừa bãi, cứ dễ bỏ cuộc, thì làm sao mà làm được cái gì? Như thế thì vất vả lắm, như thế thì khó khăn lắm. Bởi vì làm cái gì mà chẳng ai có thể là hợp tác hay là giao cho cái người mà thiếu kiên nhẫn, hay là những cái người cẩu thả làm những cái việc gì, đúng không ạ? Đấy, các bạn chú ý, sửa được hết. Ngoài ra ấy, thì những cái người mà cặp lệch ấy, thì họ là những cái người mà có cái xu hướng cam chịu. Những cái người này ấy, thì họ có cái kiểu như là có cái xu hướng mà thu mình lại ấy. Họ ấy thì là những cái người mà kiểu như là không muốn giao tiếp ấy. Những cái người này ấy, thì kiểu như là họ không muốn chống đối, hay là không muốn kiểu giao tiếp, hay là bày tỏ, hay là chia sẻ với bất kỳ ai. Đấy, nhiều khi là kiểu như là người ta nói rồi, con khóc thì mẹ mới cho bú. Mình cảm thấy những cái điều nó là bất công hay là như thế này thế kia, thì mình cũng phải mạnh mẽ, mình cũng phải lên tiếng, để làm sao để cho người ta cư xử với mình cho nó ok hơn, đúng không ạ? Nó đỡ bất công hơn chẳng hạn. Các bạn cũng hãy chú ý cái điểm đó. Bởi vì cái tính cách mà không chịu giao tiếp, hay là kiểu thu mình lại, không kiểu chia sẻ bất kỳ ai, thì đâm ra ấy, họ là những cái người mà không đạt được những cái thành công. Ừ, họ ấy trong cái sự nghiệp họ cũng khó mà đạt được những cái thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra ấy, thì trong cái vấn đề mà hôn nhân hay là tình duyên ấy, thì những cái người mà có cái tướng cầm lệch ấy, thì họ là những cái người mà thường xuyên mà gặp những cái trắc trở, gặp những cái lận đận trong cái đời sống hôn nhân hay là tình duyên. Họ ấy thì cũng là cái người mà kiểu như là khó tìm được cái hạnh phúc thật sự. Đó. Vừa rồi là cái video chia sẻ của mình về cái tướng của cái người cầm lệch. Mình cũng vừa nói về cái tính cách cũng như là về cái vận mệnh của cái người mà mang cái tướng cầm lệch. Thì cũng mình cũng nói luôn là thế này. Trong cái tướng hình ấy, nó chỉ đóng một cái vai trò phần nào thôi. Khi mà nhận xét một con người thì cái tướng hình ấy, nó chỉ đóng một cái vai trò mà nhất định thôi. Ngoài cái tướng hình, người ta còn cái tướng tâm nữa. Và cái tướng mà kiểu như là cái cốt khí này, cái thần khí của con người này, cái phong cách này, cũng như là cái hành động, cả những cái đó thì nó mới tạo nên tính cách của một con người. Đấy, thế đâm ra là khi chúng ta đánh giá thì chúng ta không thể chủ quan đánh giá theo cái hình tướng được. Đúng không ạ? Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu như các bạn có ý kiến đóng góp, có phản hồi, hay là có yêu cầu mình chia sẻ về một cái gì, hãy để lại bình luận bên dưới cho mình. Bạn nào thấy hay nhớ chia sẻ video, nhớ like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh. Thân ái, chào tạm biệt.